Tại vì hiện tại là da của em trước là cũng hay bị nám sạm á, với lại hôm nay là mùa hè thì em cũng dẫn gia đình đi biển đồ, bữa đi biển vậy có một bữa thôi nè mà chị thấy là nó nám hẳn cái mặt em, nó nám rồi nám luôn á, với lại cái mặt em cũng hơi tròn nữa đó chị, cho nên là nó bị chảy xệ, cho nên em muốn cái khuôn mặt em nó thon gọn lại, với lại cũng bớt cái nọng cầm này đi á chị. Cái mặt của mình á, nếu mà cái phần nọng này với cái phần má này mà được gọn á thì gương mặt mình nó thanh thoát, cái nét của mình á, nó sẽ rõ ràng mà nó đẹp hơn. Mình điều trị nọng này, rồi hai cái vùng má này của mình điều trị công nghệ anti-aging để làm cho săn chắc lên. Đối với cái nám thì mình điều trị nano collagen nữa, thì đảm bảo là cái bề sâu ở dưới da mình được săn chắc nè, đồng thời nữa là trên bề mặt da của mình là được bóng sáng mướt, giảm cái phần nám của mình nữa. Được chị Mai tư vấn thì em cảm thấy yên tâm hơn. Bây giờ trước khi chị điều trị, Mai có câu hỏi đáp án vui vui đố mẹo nha. Nếu mà chị đáp án đúng thì có dịch vụ NanoCell tặng chị nha. Bây giờ đường gì không đi được? Chỉ có 10 giây. Đường gì? Đường đời. Đường đời thì mình cũng phải đi qua mà phải không nhỉ? Thôi thêm một đáp án nữa đi. Thì đơn giản hơn đi. Trong bếp núc nhà mình đó. Đường cát. Đúng rồi, mình ăn đường cát đâu. Cảm ơn chị rất là nhiều ha. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ soi da rồi mình điều trị nha. Và gió đến mây từ đâu đến đây.